Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của tuần bóng đá. Kính thưa quý vị, hiện nay thì Quang Hải sắp sửa sẽ sang Pháp để thi đấu. Thế Park bất ngờ đưa ra một lời khuyên dành cho cậu học trò cưng của mình. Huấn luyện viên Tây Giang chia sẻ rất thú vị về câu hỏi rằng nếu gặp lại thầy Park tại Asian Cup 2023 thì sẽ như thế nào. Và cuối cùng là thông tin bà Malapa đã có hành động rất bất ngờ sau khi bị báo chí quốc tế này yêu cầu từ chức. Đó là những thông tin chính trong bản tin của tuần bóng đá ngày hôm nay. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Robert Pauser mới đây đã chỉ ra những lý do mà những cầu thủ Việt Nam chúng ta không thành công khi mà sang chơi bóng ở nước ngoài, và đặc biệt ở đây đó chính là Hàn Quốc. Như được biết thì những năm trở lại đây thì bóng đá của Việt Nam chúng ta cũng đã có rất nhiều những cầu thủ rất tài năng như là những Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh sang những đất nước như Hàn Quốc hay Nhật Bản chơi bóng. Và đặc biệt là vừa qua cũng có những Văn Hậu sang Hà Lan rồi Công Phượng sang Bỉ. Thế để nói chung lại tất cả thì vẫn chưa có được bất cứ một cái thành công nào cả. Và chia sẻ mới đây trên báo chí của Hàn Quốc khi được hỏi về là một số những cầu thủ Việt Nam thử sức ở những môi trường bóng đá như Hàn Quốc thì lại chưa có được sự thành công, thì thầy Park cũng đã thẳng thắn chỉ ra những điểm yếu của những cầu thủ Việt Nam khi mà thầy có cho biết rằng: khi mà tôi nghe câu chuyện của những cầu thủ đã từng đến đó, họ nói rằng cuộc sống không có vấn đề gì, thế nhưng vấn đề thích nghi với lối đá thì không hề đơn giản đâu. Ở Hàn Quốc đòi hỏi những cầu thủ là phải có một thể lực tốt và sức chiến đấu. Theo tôi nghĩ thì có vẻ như những cầu thủ đã gặp khó khăn ở vấn đề này. Bạn phải nhanh chóng thích nghi với phong cách ở đó. Và trong trường hợp Quang Hải thì thầy cũng nói rằng sẽ là rất khó khăn khi mà hiện nay Quang Hải vẫn chưa từng ra nước ngoài thi đấu. Thế nhưng ông biết rằng Quang Hải rất bản lĩnh và sự tự tin đó là có thừa. Và để có được yếu tố quan trọng đó thì Quang Hải sẽ thành công thôi. Và thầy nói rằng là ông cũng rất mong Quang Hải sẽ luôn tự tin để phấn đấu vượt qua những khó khăn. Và ông tin rằng là Hải cũng sẽ thành công mà thôi. Và trước đây thì thầy Park cũng đã nói rất mong muốn một số những cậu trò cưng của mình ra nước ngoài thi đấu. Và đặc biệt ở đây đó chính là Hoàng Đức. Ông rất muốn là Hoàng Đức sẽ sang Hàn Quốc để chơi bóng. Bởi với ông thì Hoàng Đức hội tụ đủ những yếu tố về mặt thể hình, thể lực, kỹ chiến thuật đầy đủ cả. Và ông tin rằng Hoàng Đức nếu mà sang Hàn Quốc thi đấu thì sẽ thành công thôi. Tuy hiện nay thì có lẽ rằng cái rào cản lớn nhất dành cho Hoàng Đức đó chính là câu lạc bộ Viettel. Bởi hiện nay thì Viettel vẫn chưa muốn nhả cho Hoàng Đức để có thể ra nước ngoài. Bởi với câu lạc bộ Viettel thì quả thực là Hoàng Đức thực sự là quá quan trọng. Cậu ấy là một trụ cột thực sự không chỉ trên đội tuyển quốc gia mà trong câu lạc bộ của Viettel thì rõ ràng cậu ấy vô cùng quan trọng. Vì vậy mà Viettel hiện nay vẫn chưa muốn để cho Hoàng Đức ra đi. Và quả thực với cá nhân của chúng tôi thì tôi nghĩ rằng chính Hoàng Đức mới là một cầu thủ có lẽ rằng sẽ có những cơ hội thành công lớn nhất khi mà ra nước ngoài, và đặc biệt đây đó là sang Hàn Quốc. Với những gì mà cậu đã thể hiện vừa qua khi mà đối đầu những Chanathip, khiến cho cầu thủ của Chanathip cắm cổ cắm mặt xuống đất ngã sóng xoài khi mà cố gắng đuổi theo Hoàng Đức để lấy bóng, thì chúng ta mới thấy được đó là những so sánh và đó là những cuộc thực chiến thực sự ở trên sân, thì cho thấy được là Hoàng Đức hoàn toàn có đủ khả năng để ra nước ngoài thi đấu. Và kể cả là khi đối đầu những đối thủ rất mạnh ở châu Á như là Hàn Quốc hay Nhật Bản hay là những đối thủ đến từ Tây Á, thì Hoàng Đức vẫn thể hiện được cùng một cái năng lực tuyệt vời của mình. Bởi thực tế là cậu ấy có kỹ thuật tốt. Thứ hai nữa, hiện nay thì vấn đề về mặt thể hình thể lực thì Hoàng Đức đã cải thiện rất nhiều rồi. Mà chúng ta thấy rằng cậu ấy thực sự rất toàn diện, và tôi nghĩ rằng nếu Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu và đặc biệt là sang Hàn Quốc thì cơ hội để cho cậu ấy tỏa sáng và có được chỗ đứng của mình sẽ là cao hơn rất nhiều so với những cầu thủ khác. Còn đương nhiên với chúng ta thì mỗi người cũng sẽ có những suy nghĩ khác nhau, và cũng có những người có thể không nói rằng Hoàng Đức sẽ thành công. Nhưng chúng tôi tin rằng nếu Hoàng Đức được sang nước ngoài thi đấu thì tôi tin rằng cậu ấy sẽ thành công thôi. Còn quý vị bạn nhận xét như thế nào về những chia sẻ vừa qua thì hãy để lại một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tuần Lai nhé. Còn trường hợp của Quang Hải thì đương nhiên để có thành công thì còn yêu cầu rất nhiều thứ khác. Cụ thể đó là mặt chuyên môn thì tôi nghĩ rằng Quang Hải đủ khả năng để thi đấu tại hạng 2 của Pháp, thì tôi nghĩ rằng là có thể thành công được thôi. Thế nhưng bên cạnh đó thì đương nhiên cần có sự tự tin, bên cạnh đó cần phải có sự chăm chỉ luyện tập hàng ngày, và đương nhiên phải có sự giúp đỡ của rất nhiều bên nữa thì Quang Hải mới sẽ có được những cơ hội để ra sân. Hiện nay thì có lẽ là cũng còn quá sớm để chúng ta có thể khẳng định rằng là Quang Hải thành công hay Quang Hải thất bại khi mà sang thi đấu tại châu Âu, và đặc biệt đây đó là Pháp. Thế nhưng chúng ta sẽ cần phải chờ thời gian, và chúng ta chờ xem ít nhất là khoảng vài ba trận hay là khoảng nửa thời gian của mùa giải, thì khi đó chúng ta mới có thể đưa ra được những đánh giá, những nhận xét. Bởi hiện nay thì Quang Hải mặc dù vẫn chưa đi, thế nhưng nhiều người có nói rằng là ôi lại sang đấy làm thương mại thôi, đá đấm gì. Nhưng thực tế là chúng ta không nên như vậy. Thực tế với một cầu thủ như Quang Hải rất tài năng
Và một đội bóng khi mà họ chiêu mộ những cầu thủ như Quang Hải thì tôi nghĩ rằng cũng đương nhiên đầu tiên thì vẫn đó là thương hiệu về mặt thương mại hình ảnh, nhưng quan trọng nhất là họ bỏ tiền ra để chiêu mộ Quang Hải đến đấy không phải để cho vui, mà thực sự là Quang Hải tôi nghĩ rằng là cầu thủ này có đủ khả năng, Quang Hải sẽ có đủ khả năng để thành công ở một giải hạng 2 của Pháp thì tôi nghĩ rằng là hợp lý thôi. Chúng ta thì cũng vẫn hay thường nói rằng là hãy để cho những cầu thủ hãy xuất ngoại đi, để cho họ thể hiện bản thân đi và để làm sao mà tìm kiếm được những cơ hội. Vậy thì tại sao mà khi chưa đi chúng ta đã chù ẻo như vậy thì làm sao mà thành công được? Biết là khó khăn, vâng, tất nhiên là khó khăn rồi, dám đương đầu những khó khăn và dám thử thách như vậy, đó là một thành công lớn của Quang Hải rồi. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng chúng ta hãy nên dành những lời chúc mừng và những lời động viên dành cho Quang Hải để cậu ấy có thể được thi đấu thành công khi mà thi đấu ở châu Âu. Và một thông tin tiếp theo đó liên quan đến ông Shin Tae-yang khi mà được hỏi về khả năng đụng độ với Parser tại Asian Cup 2023 thì ông này đã có những chia sẻ khá thú vị. Sau cuộc phỏng vấn độc quyền với Humphrey Parser thì tờ Lucid cũng đã có một cuộc trò chuyện với ông Shin Tae-yang. Và tại đây thì nhà cầm quân của đội tuyển Indonesia cũng đã được hỏi về khả năng đụng độ người đồng hương của mình tại Asian Cup 2023. Hiện nay thì tại Đông Nam Á có những đội bóng như là Việt Nam, Indo, Malaysia và Thái Lan đã được tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Và hiện nay thì những đội tuyển như Việt Nam, Indo và Malaysia thì lại được dẫn dắt bởi các huấn luyện viên người Hàn Quốc, và nó tạo thêm một điểm nhấn và nâng cao vị thế của những nhà cầm quân xứ sở kim chi tại Đông Nam Á hiện nay. Thậm chí thì với việc là Việt Nam đứng ở nhóm 2 và Indonesia rơi vào nhóm 4 trong lĩnh vực thăm chia bảng Cúp Châu Á 2023 thì hoàn toàn có khả năng là ông Shin Tae-yang và ông Parser sẽ là chạm trán nhau ở sân chơi châu lục này. Và khi được hỏi về khả năng này thì ông Shin có một cái chia sẻ như thế này: các huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc dường như nhận được sự đánh giá rất tốt ở Đông Nam Á, tất cả họ đều đạt điểm cao. Đây là ví dụ về việc đóng góp cho bóng đá bằng cách nỗ lực hết mình. Các cầu thủ cũng đang làm theo rất tốt và họ ấn tượng về điều này. Tôi nghĩ rằng tất cả các huấn luyện viên đều đang có những kế hoạch đường dài và thực hiện nó rất tốt. Tôi sẽ giúp cho Indonesia sẽ chơi một trận đấu đáng nhớ của mình tại Asian Cup 2023 nếu gặp phải Việt Nam. Tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Thế nhưng đương nhiên trước đó thì gần nhất chúng ta sẽ có thể là lại gặp nhau tại AFC 2022 ở cuối năm nay. Bởi hiện nay chúng ta đều biết rằng Việt Nam và Indonesia cũng đều được liệt vào nhóm là có thể tranh chức vô địch. Bởi trước đó thì chính Indonesia mới là đội tiến tới vào chung kết, còn Việt Nam chúng ta chỉ dừng chân trong trận bán kết thôi. Và đó cũng là dịp để cho ông Shin Tae-yang sẽ cố gắng để được đòi nợ thầy Park. Thực tế là khi mà làm việc tại Hàn Quốc thì ông Shin vẫn là người có một thành tích rất lấn lướt với Parser, với 8 trận thắng, 2 trận hòa và 3 trận thua sau 13 lần đụng độ. Thế nhưng đó như đã nói thì chỉ là những kết quả ở Hàn Quốc thôi. Còn khi làm việc tại Việt Nam, tại Indonesia thì ông Shin chỉ giành được có 1 trận hòa thôi. Còn lại tất cả đều là những thất bại vô cùng đậm đà, khi mà thua 0-4 ở vòng loại World Cup, 0-3 tại SEA Games. Và như vậy là trong tất cả những lần đối đầu thì thậm chí Indonesia còn chưa thể chọc thủng lưới ở đội tuyển Việt Nam khi mà đối đầu với Parser, thì điều đó mới thấy được rằng là sự áp đảo tuyệt đối như thế nào của thầy Park khi mà ông đang làm việc bóng đá Việt Nam. Một môi trường có lẽ rằng quá phù hợp với thầy Park để ông nâng tầm chính bản thân của ông cũng như là nâng tầm bóng đá Việt Nam chúng ta lên một đỉnh cao mới. Còn đương nhiên hiện nay thì giải đấu chưa diễn ra thì ông Shin vẫn có quyền để tự tin thôi. Và ông Shin cũng luôn nói rằng là sẽ chơi cái thế trận tấn công, rồi là kiểm soát bóng, rồi cố gắng ghi thật nhiều bàn thắng. Thế nhưng khi đối đầu với Việt Nam chúng ta, cái thế trận đó tôi chả thấy đâu cả, và thậm chí đến một bàn thắng còn chi gây được. Thì tại sao ông Shin vẫn còn rất nhiều lần có nói rằng là ông Park chỉ may mắn thôi, rồi là ông Park hiện nay toàn chơi phòng thủ, không biết tấn công là gì. Thế nhưng chúng ta hãy nhìn lại xem, chúng ta thắng họ với một tỷ số 4-0 rồi 3-0 và chỉ có một trận hòa khi mà đối thủ này chơi tử thủ thôi. Thì tôi cũng không hiểu rằng đối thủ nào mới là người đang chơi tử thủ đây. Khá là nực cười. Và thông tin cuối cùng đó là bà nữ tỷ phú Manapa đã có một hành động khá là bất ngờ khi vừa qua lại bị nói rằng là hãy từ chức đi. Cụ thể đó là bà này đã có hành động rất tử tế khi mà hỗ trợ chữa trị chấn thương cho tuyển thủ của Thái Lan. Và bà này có một lời nhắn nhủ là như sau: đừng bao giờ rời xa nhau. Và theo đó thì bà Manapang đã sẵn sàng giúp đỡ và lo toàn bộ các chi phí cho một cầu thủ đó là Wisarut Imura, tiền vệ của câu lạc bộ Bangkok, cho đến khi mà bình phục hoàn toàn chấn thương. Cầu thủ này đã bị dính chấn thương rất nặng trong lúc hội quân cùng với Voi Chiến khi mà diễn ra vòng loại Asian Cup 2023.
Và theo truyền thông của Thái Lan thì cầu thủ 24 tuổi này gặp chấn thương ở một trận đấu giao hữu với Bahrain và tình hình rất nghiêm trọng, và cầu thủ này phải phẫu thuật dây chằng chéo trước và phát thiết bị đi đệm. Và theo dự kiến, cầu thủ này sẽ phải nghỉ dài hạn từ 7 đến tận 9 tháng trời. Và trước khi chấn thương thì bà Malapa cũng đã gọi điện xin lỗi và động viên bên phía cầu thủ Wisahut, và bà cũng cảm ơn câu lạc bộ Chu Bangkok đã thông cảm về mọi sự việc này. Và như vậy là thực tế là vừa qua thì bà lại nhận quá nhiều chỉ trích tới từ báo chí rồi các cổ động viên của Thái Lan. Mặc dù là bà ấy đã làm rất nhiều thứ dành cho bóng đá Thái Lan, thế nhưng có lẽ từng đó là chưa đủ. Và thực sự là tôi nghĩ thì cũng thực sự là rất đáng thương cho bà này. Bà ấy đã làm rất nhiều thứ, rất nhiều việc dành cho bóng đá Thái Lan, từ đầu tư tiền bạc công sức đủ thứ, thế nhưng cuối cùng thì nhận lại cũng chỉ là con số 0 thôi. Bởi thực tế là không có thành công thì đương nhiên không có gì để người ta ghi nhận cả, dù có cố gắng đến đâu chẳng nữa. Đó là thực tế phũ phàng không chỉ với Việt Nam chúng ta thôi đâu, mà thực tế là với bất cứ một cái nền bóng đá của đất nước nào cũng thế thôi. Khi mà không có sự thành công thì người ta cũng chưa ghi nhận đâu, dù bạn có cố gắng đến như thế nào thì chẳng nữa. Và tới đây thì bản tin của Tuyển Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tuyển Bóng Đá.